Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho các bác một lô máy cưa bãi này, máy cắt cỏ bãi, hàng Nhật bãi các bác nhá. Rồi, điểm qua máy ngày hôm nay gồm có một con máy Makita giá rẻ này, nòng đứng này, Tanaka này, Yobi này, một con Hubana chuyên cho các bác đi khai thác nhá. Với cả đến một lô máy cắt cỏ gồm có máy Zobin này, Hitachi Tanaka, đấy nha các bác, đó Tanaka này, đó Makita. Rồi, máy ngày hôm nay gọi rất là đẹp luôn. Đó, bên em mới dọn rửa dọn thêm một lô nhé. Lô gắt cỏ các bác hỏi rất là nhiều. Đó, hôm nay em lên có clip giới thiệu cho bác 4 con siêu phẩm nhé. Đến với lô cưa này. Đó, số điện thoại cửa hàng bên em là 0862 567 746 nhé. Số có sử dụng cả Zalo. Đó, các bác gọi Zalo gọi hay gọi điện trực tiếp. Đó, đều được. Phục vụ các bác là 24/7. Đó, sản phẩm khi bác mua máy cưa bên em sẽ gồm đũa tip và tô vít này, 3 món theo kèm như mọi lần nhé. Đó. Lô này em phải lô chữ M này. Đó, lô chữ M. Đó, bên em có bán bảo hành cho bác là 6 tháng nhé. 6 tháng đến nơi bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái luôn. Đó, bên em làm có rất là nhiều cưa luôn. Các bác không lo lừa lọc gì các bác đâu. Đó, lô chữ M này. Đầu tiên là một con Makita nóng đứng giá rẻ, trang bị lam 45 nhé, một cắt là 40 này. Chạy xích là xích trung 91 các bác nhé. Đó, Makita làm gì nó máy luôn. Con này ngoại hình rất là đẹp luôn. Dòng này chuyên cho các bác nào đi cắt củi gia đình này, hoặc là các bác đi cắt khai thác tầm trung luôn nhá. Ví dụ cắt quế, kiếc, hạ cây đứng rất là thoải mái luôn. Đặc biệt dòng này chạy rất là bền luôn, rất là tiết kiệm xăng. Con này công suất rơi vào 40cc, được hàm rồng, hàm giếc còn đủ nguyên cho các bác nhá. Đó, làm còn khắc nguyên chữ này. Đó, làm Makita. Đó, làm thoải mái luôn. Đấy, trọng lượng con này rơi vào 5kg thôi. 5kg. Cắt thì gọi là siêu bền, siêu tiết kiệm xăng, siêu ngọt. Đó, bơm xăng phụ. Đấy, thắng thì trắng thiết còn đầy đủ cho các bác nhé. Đó, do hàng bãi, cái này là hàng bãi này, nếu mà máy mới rất là trắng luôn, do hàng bãi này, còn là rất là màu, chuyển sang màu xám nâu rồi nhé. Đó, nếu mà hàng xám nâu này, nếu mà hàng bãi này quá mới rồi, đó, quá đẹp đi. Test cho các bác nghe thử con M1 giá là 1,7 triệu vào ship này. Một giá là 1,7 triệu bao ship đến nơi các bác, anh em mình được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái nhé. Đó, sản phẩm các mua cơm rũa tip và tô bít, đẩy 3 món theo kèm luôn nhé. Đó, tiếp theo con M2. M2 là một con Tanaka, con này công suất là 33cc, power made Tanaka. Con này gọi là khá là đẹp, ngoại hình khá là đẹp luôn. Hàm bô biếc còn đủ này, rất là trắng luôn. Đó, được trang bị lam 40 mặt cắt 35 nhé, xích là xích trung 91 này. Đó, thắng như trắng biếc còn đầy đủ đi. Đó, power made, dòng này chuyên cho bác nào mà đi cắt củi gia đình hoặc các bác nào cắt tiệc cành trên cao nhá. Đó, con này rất là nhẹ luôn, 4,5kg. Ưu điểm của dòng này các bác cắt một tay hay hai tay tùy vào các bác. Đó, đều được. Trên là bình xăng, dưới là bình nhớt các bác nhá. Dòng này có trợ lực giật thì gọi là siêu nhẹ nhàng luôn, bơm xăng phụ này. Đó. Máy ngoại hình quá, nhìn nó ok luôn, lọc gió lọc giếc bên em đã bổ sung cẩn thận cho các bác rồi nhá. Giá con M2 là 2 triệu bao ship, trọng lượng 4,5kg. Giật thì nó gọi là siêu nhẹ nổ. Bật công tắc trên này các bác nhé. Các bác có thấy nhẹ không? 4,5kg mà leo trèo thì gọi là cầm rất là nhẹ luôn. Đó, một tay hai tay tùy các bác. Giá con này là 2 triệu bao ship nhé, toàn quốc. Còn tiếp theo con M3. M3 là một con Ryobi ESK 3835. Con này công suất là 38cc này. Đó, thương năng phụ, máy móc thì liền lạc, thắng như trắng tiếc là còn đầy đủ luôn cho các bác nhé. Được trang bị lam 40 và cắt 35 này, xích là xích trung 91 các bác nhé. Có dòng này do nhà máy Hubana sản xuất này. Đó, Hubana sản xuất nhé. Đó, ứng nghiện đi các bạn. Đó, thông số kỹ thuật Ryobi ESK 3835, hàm rồng, hàm giếc này, bô bóng là trắng luôn. Đó, bô bóng này, đó, làm liếc. Đó, con này cắt khai thác tầm trung này, cắt xe hạ cây tầm 340 quay đầu, thoải mái các bạn. Dòng này gọi là siêu bền luôn, lồi đồng của đá. Đó, đây là bình xăng.
ở trên là bình nhớt các bác nha. Đó. Các bác cứ để ý ở mỗi con máy đều có ký tự bình xăng, bình nhớt các bác ạ. Xăng thì hình cây xăng các bạn. Đó, các bác lưu ý đấy. Các bác đổ nhầm thì máy sẽ hỏng đấy. Đó. Chụp giật trợ lực lớn này, giật thì gọi là siêu nhẹ nhàng luôn, nhưng dòng này siêu bền. Con này để các bác giá là 2.200.000 nhé, con M3. Còn thắng chứ trắng tiếc, còn đầy đủ luôn. Đó, test cho bác nghe thử tiếng nhá. Trọng lượng con này rơi vào khoảng 5.5 kg. Đó. Rất là nhảy nổ. Đó, con M2 giá là 2.200.000 nhá. Con này được sản xuất tại nhà máy Huvana này. Đó. UOB. Đó, tiếp theo. Con M4, M4 là một con Huvana nhá. Con này là 242. 242 Huvana, con này cũng xuất rơi vào 42cc, trọng lượng rơi vào khoảng 5.5 kg. Họ được trang bị la 40, à la 45 này, mặt cắt là 40 nhá. Xích là xích chân chạy 325 này. Đó, bên em đã lên một sợi xích mới cho các bác này. À, cắt thì gọi là siêu sướng luôn. Còn dòng này thích hợp cho các bác cắt khai thác tầm trung nhá. Hoặc là đi cắt xẻ hạ cây vành khoảng 150 quay đầu thoải mái luôn. Nhưng dòng này trên là bình xăng này, dưới là bình nhớt các bác nhá. Đó, các bác nhìn này. Đó, Huvana. Đó, Sweden. Dòng hu này các bác còn máy chất gọi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài luôn. Đó, trọng lượng rơi vào tầm 5.5 kg. Cắt thì gọi siêu ngọt ngào luôn. Không thể chê được gì dòng Huvana này rồi các bạn. Đó, máy móc thì liền lạc 42cc, con M4 giá là 3.700.000 nha các bác. Đó, em sẽ test nổ con M4 này cho các bác này. Nghe thử tiếng máy của nó nhá. Đó. Đó, bác bật công tắc lên nhá. Em quên chưa bật công tắc này. Đó, dòng Huvana này các bác không để chê được gì rồi. Con M4 giá là 3.700.000 nhá. Có chất lượng máy các bác không để chê được rồi. Đó. 3.700.000 bao ship toàn quốc cho các bác. Quá chất luôn con này. Đó, tiếp theo. Từ con M5 đến con M8 là một lô máy cắt cỏ này các bác nhá. Ba con máy, bốn con máy cắt cỏ. Đầu tiên con GOB này. Đó, GOB này các bác hỏi em rất là nhiều luôn. Đó. Thì hôm nay mình rửa dọn thêm được 4 con. GOB Eco 22G. Đấy, dòng này có trợ lực giật thì gọi là siêu nhẹ nhàng luôn nhá. Công suất rơi vào 22cc này. Đó, trang bị chế ra ngang này, cực kỳ là lợi xăng luôn. Máy móc liền lạc này. Chắn cỏ chắn kia còn đầy đủ cho các bác nhé. Sản phẩm cứ bác mua cắt cỏ bên em gồm mà dao chiếc bát cước đầy đủ cho các bác này đồ bạn. Đó, giật thì gọi siêu nhẹ nhàng. Các bác quật cước quật viết cả ngày thoải mái luôn. Đó, được trang bị chế ra ngang cực kỳ lợi xăng luôn. Đó, test con M5 cho các bác nhé. Giá chỉ có là 1.600.000 bao ship thôi. Đó, có chạy được giật rất là nhẹ nhàng. Ở đây nhá. Giá con M5 chỉ có là 1.600.000 thôi. Trước khi gửi em bên em sẽ làm lại cẩn thận cho các bác một lần nữa nhé. Đó, tiếp theo con M6. Con M6 là một con đến từ hiệu Hitachi này. Con này công suất rơi vào 23cc, màu xanh sữa rất là đẹp luôn. Chắn cỏ chắn chiếc còn nguyên nhá, chắn cỏ của Hitachi luôn, zin theo máy luôn. Đó, Hitachi cần kiếc này, tay ga bóp nhá. Con này rất là xịn sò luôn, dòng này rất là bền, chạy cực kỳ lợi xăng, vô bọng là trắng nhá. Trục giật trợ lực này, giật gọi là siêu nhẹ nhàng luôn. Đó, giá con M6 cũng là 1.600.000 nhá. Đó, Hitachi là giá rẻ thôi, đến tay các bác sử dụng. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Đó, tắt cái này nhá. Đó, con này giá là 1.600.000 thôi. Do đường đang thi công thì không thể để lên bằng được các bạn. Đó, các bác thông cảm cho em nhé. Đó, con M6 giá là 1.600.000. Tiếp theo con M7. M7 là một con Makita. Con này là Makita MM261OU, công suất từ 26cc các bác nhé. Dòng này dòng 2 thì, bồ bóng là trắng luôn, các bác nhìn qua bồ này. Đó, trang bị chế ra ngang cực kỳ lợi xăng luôn. Đó, con này chạy
gọi là siêu tiết kiệm xăng rồi, như dòng Makita này. Đó, Makita các bác cột cước cột kiếp cả ngày luôn, sản phẩm bác mua cắt cỏ này. Đó, các bác yên tâm về chất lượng của Makita rồi. Đấy, chắn cỏ chắn nhất còn nguyên này. Giá con này là 1.800.000 nhá. Đó, chất lượng máy các bác không phải chê được rồi. Đó. Test cho bác nghe thử tiếng máy này. Đó, chụp ra trợ lực giật thì gọi là siêu nhẹ nhàng. Trên này nhé. Đó, con M7 giá là 1.800.000 thôi. 1.800.000. Tiếp theo con cuối cùng là một con này là con Tanaka, dòng Tanaka này các bác biết rất là bền luôn, dòng 2 thì nhá. Đó, chắn cỏ chắn ghét này, màu hồng rất là nam tính luôn nhá. Cần kia còn nguyên thông số chữ của Tanaka kìa. Đấy, hàm bò, đầu bò các thứ. Đó. Bên em đã dọn nổ ngon lành cánh đào cho các bác rồi, các bác về đổ xăng sử dụng này. Cũng sản phẩm các bác mua cắt cỏ nhá. Giá con này là 1.600.000 thôi. 1.600.000. Có cái trợ lực này, giật thì gọi là siêu nhẹ nhàng. Hàng bên em sẽ làm giật chỉ rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Các bác có tuổi giật thì rất là thoải mái nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Test cho bác nghe thử con này nhé. Giá là 1.800.000, 1.600.000 nhé. Tanaka rất là nhẹ nhàng. Con này kiểu chưa giật hết đã lổ nhé. Đó, rất là nhẹ nhàng nhé. Đó các bác nhìn này. Đó, rất là nhẹ nhàng. Hàng bên em làm gọi là bao nhạy nổ cho các bác nhé. Lô ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Đó, các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác những clip tiếp theo. Số điện thoại của hàng bên em là 0862 567 746 nhé. Số có sử dụng cả Zalo này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.